Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình thu nhỏ cái mặt của mình. Yếu tố đầu tiên mà Lan Anh thấy nó giúp cái kích thước khuôn mặt của mình nó nhỏ lại nhất, đó chính là mình giảm cân. Hiện tại thì Lan Anh cao 1m59, nặng 52 hoặc là 53kg tùy vào những bữa ăn của mình đó. Nhưng mà trước khi có em bé thì Lan Anh nặng 54kg, và sau khi đẻ em bé thì Lan Anh nặng tầm khoảng cũng 54-55kg. Nhưng mà Lan Anh thấy cái số ký đó nó khác nhau lắm mọi người, cái visual của nó khác nhau lắm. Hiện tại á là Lan Anh còn 52kg nhưng mà Lan Anh gầy hơn hồi xưa rất là nhiều nha. Hồi xưa mặc dù 54kg nhưng mà lúc nào Lan cũng phải mặc size L hoặc XL, bây giờ Lan chỉ mặc size M thôi. Lan Anh nghĩ là một phần là do mình giảm cân, nó gầy xuống hẳn, xong rồi mình tập thể dục cho người nó săn chắc lên lại, thì cái số cân nặng nó không quan trọng bằng cái tỷ lệ cơ và tỷ lệ mỡ ha. Thì các bạn cũng thấy là anh chạy Biron á, là cái mặt của Lan hồi 55, 56, 54kg nó cũng khá, nó bự thù lù luôn. Nếu mà các bạn đã giảm cân rồi, mặt của mình nó thu về một cái kích thước nhất định rồi, thì mời các bạn xem tiếp cái bước tiếp theo mà Lan Anh đã áp dụng. Thứ hai là Lan Anh đã đi tiêm Botox hàm. Botox hàm là gì? Botox hàm á, tức là một cái phương pháp mà cái Botox nó sẽ làm cho cái cơ hàm của mình nó hoạt động ít đi, tức là nó ức chế cái sự hoạt động của cái cơ. Giống như các bạn hay nghe là tiêm Botox lên trán để cho nó không có bị nhăn trán, hay là tiêm Botox đôi mắt nè, tiêm Botox rảnh cười để cho những cái cơ ở trên khuôn mặt của mình nó không có hoạt động quá nhiều. Những cái cơ cử động ở trên mặt mà nó cử động nhiều quá thì nó sẽ trở thành nếp nhăn, mình sẽ già, mình sẽ lão hóa. Thì mình tiêm Botox lên cơ mặt là để cho cái cơ mặt của mình nó không cử động quá nhiều, thì mình sẽ bớt cười, mình sẽ bớt cử động cái cơ lại, mình sẽ bớt già hơn. Nhưng mà lý thuyết là vậy thôi, nhưng mà khi mà tiêm quá nhiều nó sẽ không bị đơ nữa nha mọi người. Cái Botox của cái cơ hàm nó cũng y chang như vậy. Khi mà tiêm Botox vào cơ hàm, tuyệt nhiên là cái cơ này nó sẽ yếu đi và nó sẽ mỏi. Tại hàm á, cái cơ hàm này không phải là để cười hay đâu mọi người, đó là để nhai. Thì khi mà cái cơ nó yếu đi á thì mình sẽ nhai ít hơn, mình sẽ nhai chậm lại và mình sẽ không có nhai được độ cứng, độ dai nữa. Và từ đó thì cái cơ nó sẽ mềm ra và nó sẽ giúp cho mình không có bị vai u thịt bắp, không có bị cơ nó u lên. Thì khi mà các bạn bị bự cơ giống Lan Anh hồi đó thì cái hàm, cái bầm ở chỗ này nó sẽ bự ra như thế này. Thì cái hàm của Lan Anh là chích được 3 lần rồi nha mọi người, 3 lần trong vòng 4 năm. Thì có bầu là đương nhiên không được chích rồi nha. Trước khi sinh em bé thì Lan có tiêm một lần, sau đó thì Lan Anh tiêm 2 lần nữa vào năm thứ nhất và năm thứ hai. Năm nay thì Lan Anh chưa tiêm lại. Cái cảm nhận của Lan đó là khi mà mình đã tiêm lần thứ hai rồi đó, là cái hàm của mình nó rất là nhỏ lại luôn rồi. Thật ra tiêm lần thứ nhất đó, nếu mà các bạn bị bự hàm á thì mọi người sẽ thấy nó rất là rõ. Nhưng mà nếu mà các bạn đã gầy và cái cơ hàm của bạn không to lắm á thì cái việc tiêm nó sẽ hỗ trợ một chút xíu thôi. Nhưng mà như mặt Lan Anh đó là nó nhỏ lại hẳn, tại vì cái hàm hồi đó là rất là to. Nhưng mà khi mà tiêm như vậy nó cũng sẽ có một cái tác dụng phụ, đó chính là cái cơ nó rất là mỏi. Các bạn ăn cái gì cũng không ngon hết trơn á. Đó cũng là một cái lý do giúp Lan Anh ăn ít hơn và giảm cân được nhiều, là tại vì Lan Anh mỏi hàm quá, Lan nhai mới được, Lan ăn mấy cái đồ mềm mềm thôi. Khi mà tiêm vào thì đương nhiên hai bên hàm nó sẽ không đều, tại vì Lan Anh nhai bằng hàm bên trái nhiều và Lan không có nhai bằng hàm bên phải. Cho nên khi mà các bạn thấy á là cái hàm bên phải của Lan nó sẽ smooth từ trên này tới xuống giống như là một cái đường villa vậy á. Còn cái bên này thì nó sẽ hơi bự hơn một chút, như là hình vuông. Nên mặt của mình nó sẽ không đều. Có một cái phương pháp tiếp theo để cho mặt mình đều hơn á, như là tiêm cái bên nào bự nhiều cái cc hơn, thì cái này phải do bác sĩ chỉ định nha. Mấy cái chỗ làm á các bạn phải lựa chỗ uy tín. Lan Anh thường sẽ làm ở những chỗ thật sự uy tín và nó hơi đắt một chút, nhưng mà nó mang lại được cái sự uy tín cho mình đó mọi người, nó mang sự cái sự an tâm á, chích vô người mà. Các tiệm thẩm mỹ mà mình tin tưởng để da cái mặt của mình khi mà đi tiêm, thứ nhất là Vita Clinic, nhưng mà cái tiệm này á upsell hơi nhiều và giá nó hơi đắt. Thứ hai á là Muse Clinic, cái này thì bạn mình làm rất là nhiều và nó là của Hàn Quốc thì mình thấy cũng ok. Thứ ba là Belas. Cái Belas này á thì Lan thấy là bạn bè KOL đi rất là nhiều và Lan cũng đã đi làm một lần ở cái liệu trình sau. Thứ tư là Happy Skin Clinic của chị Amy Hoàng.
À, còn cái thứ năm nữa là các viện thẩm mỹ của các bác sĩ mà Lan Anh hay đi event chung của nhà L'Oreal, giống như là bác sĩ Bích Na nè, bác sĩ Tô Như Lan, quên hết tên rồi nữa, mà nói chung là như vậy đó mọi người. Thì khi mà tiêm Botox á, mọi người nên để dành một cái số tiền ra trước để mình có thể review lại cho có một cái kết quả tốt. Nếu mà mình chỉ có làm một lần không á thì Lan nghĩ nó sẽ không có hiệu quả bằng tiêm lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Cho nên để một cục tiền đó đi. Thì cái giá Botox cho hàm á, thường nó sẽ dao động từ 10 triệu đến 20 triệu một lần. Rẻ hơn thì Lan không biết nha. Tiêm Botox xong, cái hàm của mình nó mềm rồi thì sao nữa? Thì nếu như mà các chị em, bạn gì đang coi video này đã trên 26, 27 tuổi và cảm thấy như là cái mặt của mình nó có dấu hiệu bị trùng, bị nhão và bị sệ, nó không có còn đàn hồi kiểu tưng 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 như hồi xưa nữa, thì mình hãy thử một cái cách là hai phu. Lan Anh đã làm hai phu từ đầu năm nay, tức là cuối năm Lan Anh 27 tuổi và đầu năm Lan Anh 28 tuổi. Và cái sự khác biệt rõ ràng nhất của tôi khi mà làm hai phu đó chính là cái cơ mặt của mình được nâng lên, nó giảm mỡ mặt, nó giảm mỡ nọng, trời ơi má ơi xuất sắc luôn. Tuy nhiên á, thì cái hai phu này nó chỉ dành cho những cái bạn nào mà Lan nghĩ là cái da thật sự nó đã trùng rồi á, nó có dấu hiệu lão hóa thì mình mới nên đi làm nha. Còn nếu mà các em gái mà còn kiểu mân mởn thanh xuân á thì mình khoan can thiệp những cái xâm lấn sâu ở dưới biểu bì da để cho da của mình nó tự kích thích sản sinh collagen thì nó sẽ ok hơn. Nếu mà can thiệp sớm quá thì sau này cái da của mình nó không có đủ sức để nó tự làm cho nó đẹp được á, mọi người hiểu không? Đó, nếu mà mấy chị 27, 28 coi này á thì bắt đầu đi làm là ok. Thì làm hai phu á nó sẽ đau nha, và nó sẽ tùy thuộc vào những cái lần bắn ở trên khuôn mặt. Ví dụ như khuôn mặt của Lan Anh hôm bữa bắn 150 shots thì Lan Anh mua sale nha, tại vì hai phu rất là đắt, Lan Anh không có thể nào mà mua full price được. Đó, thì mình mua sale tầm 3.8 triệu cho cái lần đầu tiên. Thì Lan Anh định là mình sẽ đi làm lại vào đầu năm 29 tuổi. Trời ơi, 29 tuổi ha, no. No, không không, 19 cộng, ok. Làm hai phu á, nó sẽ có một cái gọi là độ chịu đau của mọi người. Mọi người sẽ được ủ tê toàn mặt thôi, nhưng mà nó cũng đau nha. Mọi người ráng chịu đau giùm Lan Anh đi. Mình kêu cái chị kỹ thuật viên đó là làm cho mình tầm level 5, level 6 thì mình sẽ cảm thấy được cái sự khác biệt rõ ràng khi mà mình làm hai phu, hơn là nếu mà các bạn chịu đau kém á thì nó sẽ không có hiệu quả lắm đâu mọi người. Lan Anh là một người chịu đau rất là cao nha. Nhưng mà hôm bữa bà kỹ thuật viên mới làm cho Lan Anh đó, bà lỡ, bà thấy Lan Anh chịu đau giỏi quá, bà lên đến mức 8, mức 9, trời ơi muốn văng cái não ra ngoài luôn á. Làm hai phu rất là đau, ai nói không đau hả, đừng có tin, trời ơi làm không đau là không có hiệu quả đâu nha. Và khi mà làm về á, các bạn sẽ thấy mặt các bạn sẽ căng lên và nó sẽ hơi mập hơn ra chút, nhưng mà đó là hiện tượng kiểu như là nó căng quá cái nó mập ra mọi người, nó lạ lắm. Nhưng mà một tuần sau là nó sẽ nhả về và cái cơ của mọi người nó sẽ từ từ nó co lên. Cảm thấy nhỏ nhất và da mặt của mình căng lên nhất là vào khoảng 2 đến 3 tuần sau khi làm. Cho nên nếu mà mọi người muốn ăn Tết hoặc là ăn Noel đẹp á thì mọi người bắt đầu làm từ bây giờ là ok, bắt đầu giảm cân từ bây giờ là ok, tiêm chích gì đó bắt đầu từ bây giờ là ok nhất. Và đó là những cái phương pháp mà Lan Anh làm ở tiệm, chỉ có giảm cân là làm ở nhà thôi, tiêm Botox là đi thẩm mỹ viện. À, hai phu là Lan Anh làm ở Belas nha mọi người, thì chắc cũng phải cancel để mua thêm. Còn một phương pháp nữa mà Lan Anh hay sử dụng ở nhà đó chính là massage mặt với lại đá gua sha. Cái này thì nó cũng có tranh cãi là có hiệu quả hay không có hiệu quả. Hôm bữa có một bạn follower lên xem Lan Anh chia sẻ thì bạn đó cũng nhắc về cơ với lại collagen gì đó, nhưng mà thật ra thì cái này Lan Anh thấy nó tùy vào lòng tin của mỗi người thôi á. Lan Anh thấy là tập thể dục massage cho mặt cũng tốt, và Lan Anh cảm thấy là khi mình bắt đầu mình sử dụng cái đá gua sha đó thì Lan Anh thấy là cái tinh thần của mình nó ok hơn khi mình skincare. Tại vì Lan massage với dầu tẩy trang á thì Lan cũng không có nhiều thời gian để Lan Anh sử dụng hẳn một cái dầu massage cho cái chuyện massage mặt đó, thì Lan Anh sử dụng cái dầu tẩy trang trong lúc mình tẩy trang và mình sẽ massage với đá luôn, thì tầm 2-3 phút thôi, mỗi ngày 2 lần. Thì Lan Anh cảm thấy là tinh thần sảng khoái hơn và cơ mặt của mình nó cũng kiểu được tập thể dục hồng hào hơn, kiểu như là được kích thích hệ tuần hoàn máu á mọi người, hệ bạch huyết gì gì đó, nói chung là cũng không phải expert cho lắm. Thì đó chính là những thứ mà Lan đã làm ở trên khuôn mặt của mình để từ thế này thành thế này đó.
chúc mọi người có một khuôn mặt xinh. Bye bye.